tập viên Tuấn Anh từ Thời Báo .de, Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời quý vị và các bạn xem bản tin. Nghi ngờ kết quả phiếu tín nhiệm tại Hội nghị Trung ương 7 liên quan tới Thủ tướng bị cháo. Theo kế hoạch, sau Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, Quốc hội khóa 15 sẽ tiến hành thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Báo Tuổi Trẻ cho biết, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội dự kiến sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn ngay trong ngày khai mạc vào ngày 23 tháng 10 tới đây. Giới quan sát cho rằng rất có thể sắp tới, chính trường Việt Nam sẽ xảy ra các biến động nhân sự ở cấp thượng tầng chính trị sau kết quả của cái gọi là lấy phiếu tín nhiệm. Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ được tiến hành sau khi có kết quả thảo luận tại các đoàn đại biểu. Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín và kết quả sẽ được công bố vào chiều ngày 24 tháng 10. Phó Ban Dân vận Trung ương mong Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm thực chất. Theo quy định hiện hành, những chức danh được Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp tới đây, trong đó có hai chức danh thuộc tứ trụ, bao gồm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trường hợp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và bốn nhân vật mới được Quốc hội thông qua vì nắm giữ chức vụ chưa đến nửa năm nên không thuộc diện bỏ phiếu tín nhiệm trong kỳ họp lần này. Dư luận đánh giá, kết quả lấy phiếu tín nhiệm rất quan trọng đối với việc ở hay đi của các lãnh đạo này. Điều quan trọng là các nhân vật đó có được tiếp tục xem xét để đưa vào danh sách nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 14 tới đây hay không? Đó là lý do giới quan sát đã bày tỏ những ý kiến nghi ngại rằng việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ trở thành vũ khí của các phe cánh trong nội bộ Đảng. Thậm chí, có những đồn đoán cho rằng kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại hội nghị trung ương 7 khóa 13 vào tháng 5 năm 2023 đã bị đánh cháo. Báo Thanh niên ngày 17 tháng 10 đưa tin với tiêu đề: Phó ban dân vận trung ương mong quốc hội lấy phiếu tín nhiệm thực chất. Theo đó, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 17 tháng 10, góp ý cho việc chuẩn bị kỳ họp 6 Quốc hội khóa 15 sắp khai mạc, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang nói: "Nhân dân rất quan tâm tới việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp 6 Quốc hội tới đây và mong rằng việc lấy phiếu tín nhiệm cần thực chất, đảm bảo kết quả." Phó trưởng Ban dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang nêu ý kiến tại một phiên họp. Trước đó, tại hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức xây dựng Đảng, diễn ra ngày 17 tháng 2, trưởng ban tổ chức trung ương Trương Thị Mai cũng đã đưa ra nhận định rằng việc lấy phiếu tín nhiệm có biểu hiện lợi ích nhóm, một số cán bộ đạt phiếu tín nhiệm cao nhưng sau đó lại vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước. Lâu nay, công luận vẫn hoài nghi việc lấy phiếu tín nhiệm là cái cớ để các phe nhóm quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam dùng để triệt hạ lẫn nhau. Những điều vừa kể, cùng với ý kiến của Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang cho thấy, có khả năng cao phải chăng phát biểu này có liên quan đến kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Trung ương 7? Vì tại thời điểm đó, nếu Thủ tướng Phạm Minh Chính không đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao, thì khả năng cao, ông chính khó có thể trụ lại trên chiếc ghế Thủ tướng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Trước Hội nghị Trung ương 7 khóa 13, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần bóng gió nhắc đến vụ án của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty AIC, một người được cho là em gái mưa của Thủ tướng Chính. Ông Trọng khi đó từng đai nghiến, Trốn cũng không trốn được đâu, bà con cứ chờ mà xem. Xong, không hiểu vì lý do gì, thủ tướng chính đã bất ngờ vượt qua trong kỳ bỏ phiếu tín nhiệm của các ủy viên trung ương tại hội nghị trung ương 7 khóa 13. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của thời báo.de với bản tin nghi ngờ kết quả phiếu tín nhiệm tại hội nghị trung ương 7 liên quan tới thủ tướng bị cháo. Giáo sư Cộng sản Hoàng Chí Bảo mô tả bác Hồ rất thương và lo cho vợ các đồng chí Ngày 19 tháng 10, trên trang Facebook cá nhân của Chu Hồng Quý có đăng một clip ngắn về phát biểu của ông Hoàng Chí Bảo. Nội dung như sau, câu thứ hai bác hỏi thế này, Thanh Hóa còn tệ đánh vợ không? Bác cũng biết hết, bác là người không có cuộc sống riêng như chúng ta, nhưng bác rất thấu hiểu tình cảnh của phụ nữ và bác luôn luôn quan tâm đến bình đẳng nam nữ. Bác hỏi như vậy là có ý lắm, bởi vì báo chí cứ đưa tin về tình trạng tiêu cực là đánh vợ, đánh phụ nữ mà. Không chỉ Thanh Hóa đau nhá, bác phê bình năm tỉnh có chuyện này cơ này năm tỉnh có cái chuyện cán bộ nam giới uống rượu say hay đánh vợ lắm thái bình là một nè thanh hóa là hai nè vĩnh phúc là ba nè hà tây là bốn nè hà nam là năm những tỉnh đó thì bác hỏi còn tệ đánh vợ không bác bảo đánh vợ là dã man lắm thiếu kém đạo đức văn hóa lắm phải sửa ngay đi clip đăng trên trang facebook chu hồng quý có lẽ không ai xa lạ gì ông giáo sư lý luận mark lê này Gần như nghề kể chuyện về bác Hồ là nghề kiếm sống của ông, mà kiếm rất bộn tiền nữa là khác. Vì đó là nghề, nên ông thường hay tìm những mẩu chuyện mới về bác Hồ để đem ra chém gió. Tuy nhiên, vì nguồn đề tài có hạn, nên ông đã tự sáng tác ra những mẩu chuyện về bác. Nhưng những chuyện bịa này không những không tâm bốc được lãnh tụ, mà ngược lại còn khiến hạ thấp phẩm giá cha già dân tộc tự xưng của Đảng Cộng sản. Có lần, ông Hoàng Trí bảo kể, bác Hồ được một công ty làm gốm sứ ở Pháp Mời viết thơ đường trên sản phẩm giả hàng tàu để bán ra thị trường. Bác lấy tiền của người ta nhưng không những không viết thơ đường mà còn viết chữ hán chỉ thực dân pháp. Rồi bác đánh bài chuồn. Có lẽ vì quá mải mê mô tả việc bác chống thực dân mà ông Hoàng Chí Bảo quên mất hành động của bác Hồ mà ông miêu tả là hành động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đấy là hành động phạm pháp. Kỳ lạ là lời kể của một ông giáo sư chưa từng gặp bác Hồ mà có vẻ lại hiểu về bác còn hơn cả bác. Lẽ ra. Cuộc đời ông Hồ Chí Minh phải được nghiên cứu nghiêm túc, cho dù là phía chống cộng hay phía cộng sản. Bởi dù bên hay chống thì đều phải thừa nhận, ông Hồ Chí Minh là nhân vật lịch sử, do đó, cần tôn trọng sự thật lịch sử đã diễn ra. Không thể cứ dựng chuyện lên mà kể, như những bà bán hàng tôm hàng cá rảnh việc, bàn chuyện bao đồng. Bác Hồ không phải là chuẩn mực để cố thần thánh hóa, để rồi đến lúc gặp khó trở lại những câu chuyện mà ông Hoàng Chí Bảo kể về Bác Hồ. Thực chất, những người trí thức không ai coi trọng những lời kể này. Họ cần những khảo cứu có tính học thuật về ông Hồ Chí Minh để có nhận xét khách quan về nhân vật này. Hiểu biết đúng về ông Hồ Chí Minh cũng là một kiến thức lịch sử. Còn bịa chuyện về Hồ Chí Minh rồi đi khắp nơi kể, cứ như được bác hồ nhập hồn thì không những làm mất giá trị của người kể mà còn làm mất luôn giá trị của ông Hồ Chí Minh. Trong trường hợp này, ông Hoàng Chí Bảo không cho người ta thấy ông Hồ có tầm vóc lớn mà chỉ phơi lên hình ảnh một lãnh tụ đi lo chuyện tầm phào. Nói về nhân vật Hồ Chí Minh thì hiện nay có hai luồng nhận xét trái ngược từ những nhà nghiên cứu ở hải ngoại và những nhà nghiên cứu trong nước. Những nhà nghiên cứu trong nước không bao giờ dám khai thác mảng tối trong cuộc đời ông Hồ Chí Minh, cho nên những tư liệu về ông Hồ theo mô tả của chính quyền Cộng sản không đáng tin cậy. Bởi Đảng Cộng sản đang dùng ông Hồ như một tấm bình phong, họ phong thánh cho ông, để cả đảng nấp sau lưng mà hưởng lợi, đem hàng giỏm ra làm gương, thì làm sao đạt kết quả như mong muốn. Các nhà nghiên cứu nghiêm túc ở hải ngoại thì mới tra ra những tài liệu nói về góc tối của ông Hồ Chí Minh. Ông Hồ Chí Minh là người thường, không phải thánh. Ông có tài thì cũng có tật và cũng có những sai lầm rất nghiêm trọng. Những góc khuất này rồi đây cũng sẽ được trả lại cho lịch sử. Chế độ độc tài nào cũng sẽ bị thay thế, nên tiếng thơm giả tạo của ông Hồ Chí Minh không thể sống mãi được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của thời báo.de với bản tin. Giáo sư Cộng sản Hoàng Chí Bảo mô tả bác Hồ rất thương và lo cho vợ các đồng chí. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để mọi người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký nhận tin trên kênh YouTube và Facebook của Thời báo.de để nhận được những bản tin sớm nhất và trung thực nhất. Biên tập viên Tuấn Anh vừa thực hiện bài bình luận với công nghệ AI, Thời báo.de. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin lần tới.